bạc sao nó rơi, nhưng mà rơi khỏe đấy, nó mới bao được ngày. Nó rơi vào cháu ra, đi luôn. Mà chẳng đi vào. Phố đi bộ Nguyễn Huệ của thành phố Hồ Chí Minh. Và một lần nữa tôi xin lỗi quý vị nếu mà giọng tôi có lạc đi. Việt Nam chiến thắng, slogan của một nhóm bạn trẻ đây là bạn nghĩ Việt Nam năm nay vô được không ạ? Mình tự tin là Việt Nam năm nay vô được. Bạn có biết đối thủ trận tiếp theo của Việt Nam là ai chưa? Chưa. Mình cũng chưa biết mà mình hỏi vậy thôi sao đâu.